Kính chào quý vị đang theo dõi chương trình Trung tay cải cách thủ tục hành chính của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Thưa quý vị, bệnh truyền nhiễm không chỉ lây nhiễm từ người sang người mà còn có thể lây nhiễm từ động vật sang người bởi các tác nhân gây bệnh khác nhau. Chính vì thế mà vấn đề vệ sinh trong chăn nuôi, vận chuyển, giết mổ, tiêu hủy gia súc, gia cầm và các động vật khác trong phòng chống bệnh truyền nhiễm là vô cùng quan trọng và cần tuân thủ nghiêm ngặt. Vậy pháp luật Việt Nam có quy định như thế nào với những vấn đề này? Trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi sẽ cung cấp cho quý vị những thông tin chi tiết nhưng trước hết xin mời quý vị cùng theo dõi một tình huống ngay sau đây Cô hạnh ơi, trời ơi quý hóa quá, may mà ở nhà đấy này. Nhà tôi vừa mới hái mấy quả bưởi ngon đấy là ngon đấy, cô ăn đi, tôi sang tôi biếu cô đấy. Vâng, Ủa, em hay. xin ạ. À, mặt mũi làm sao có ỉu xíu xìu, Mọi khi cái giờ này đã đang chăm gà, chăm lợn, à, hôm nay lại ngồi yên đây. Lợn chết rồi chị ạ. Mọi hôm em vội là về cho nó ăn, còn bây giờ có cái gì phải lo nữa đâu? Ôi trời ơi, thế chết mấy con nào cô? Bốn con thì chết cả chị ạ Ôi giời ơi khổ thật thế Nhà em bây giờ chỉ trông bong vào đàn gà và mấy sào rau thôi Này tôi thấy được dịch này xã nhà mình chết nhiều lợn ra phết đấy. Nhà em thế là còn ít đấy chị ạ Nhà? Chứ nhà cái bà Lài trên kia kìa Chết cả trang trại luôn đấy. ui rồi ơi Giờ đang vỡ nợ rõ khổ À này tôi bảo này Ở hàng xóm nhà tôi ấy, Cô nhà cái ông Huỳnh ấy, Nuôi ba con để ăn thôi chả kinh doanh gì cả Thế mà cũng chết hết tiệt rồi Thế ạ? À? Ừ À thế tôi hỏi này thế được vừa rồi lợn nhà em chết thì chôn ở đâu em chôn ở hố tập trung của xã ấy. Ông ấy cán bộ thú y xã còn tới nhá để khử trùng này rồi vận chuyển rất là cẩn thận tránh để dịch bệnh lây lan đấy chị ạ đúng làm như thế là tốt lắm ấy. như thế là là là, là 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 tránh lây lan dịch bệnh ra ấy. đúng rồi nhưng mà tôi nói như cô, cô biết chứ cái ông huỳnh này á tôi nói tôi rất bảo thủ ấy cô thấy ông ấy từ xưa đến giờ tính ông ấy ngang ngược lắm nhà ông ấy lợn chết mà ông đem ra ngoài vườn ông chôn ở ngoài vườn nhà ông ấy đấy. cái chỗ hố chôn ấy cách cái giếng nước nhà tôi có 15 mét thôi Tôi nói thế nào cũng không được nhưng mà tôi ấy đang... chết Đang lo không biết có ảnh hưởng gì không cứ đây này ấy chết như thế là không được chị ạ à. ừ. Lợi, chết đây là phải trôn đúng điểm Đúng Chứ chị phải nói ông ấy chứ không là Để như thế ả, ảnh hưởng tới nhà ông ấy và cả hàng xóm xung quanh ấy. Đúng rồi nhưng mà này Ông ấy à, ngang ngược lắm Nói câu nào ông cãi câu đấy Tôi nói rồi mà ông không nghe Ông bảo nhà ông à, chết có mỗi ba con có ít thôi thì ông chôn ở đấy chả Hương ảnh hưởng Uyên, gì Nguyên tắc đi dịch chết thì là không được chôn gần nhà dân. Đúng rồi. Chị phải làm căng lên đi. Ừ, thì... nếu mà chị không nói được chị lên chị bảo lên xã ấy. Ừ. nhiều thứ chị Cô đi điểm. đi được, nhá. Theo tôi đi vâng. nhá, nhá. Theo tình huống khu vực nhà chị Thúy đang sống có dịch bệnh ở lợn. Hàng xóm nhà chị có nuôi ba con lợn bị dịch bệnh chết nhưng không tiêu hủy đúng quy định mà chôn lấp ngay trong vườn, cách giếng nước nhà chị khoảng 15 mét Vậy việc vệ sinh trong chăn nuôi, vận chuyển, giết mổ, tiêu hủy gia súc, gia cầm và các động vật khác trong phòng và chống bệnh truyền nhiễm được pháp luật quy định như thế nào? Để giải đáp câu hỏi này, mời quý vị cùng đến với cuộc trao đổi cùng luật sư của chương trình. Quy định pháp luật về việc vệ sinh trong chăn nuôi, vận chuyển, giết mổ, tiêu hủy gia súc, gia cầm và các động vật khác trong phòng chống bệnh truyền nhiễm. Quy định về vệ sinh À, trong chăn nuôi vận chuyển giết mổ tiêu hủy gia súc, gia cầm và các động vật khác trong phòng chống bệnh truyền nhiễm thì theo quy định của luật phòng chống bệnh truyền nhiễm 2007 à, thì chúng ta cần lưu ý một số cái, cái nội dung cụ thể như sau. Thứ nhất là việc chăn nuôi, vận chuyển, giết mổ, tiêu hủy giá súc, gia cầm và động vật khác thì phải đảm bảo à, vệ sinh, không gây ô nhiễm môi trường, nguồn nước, sinh hoạt hoặc làm phát tán các tác nhân gây bệnh truyền nhiễm thứ hai là cơ quan nhà nước có thẩm quyền về thú y chịu trách nhiệm hướng dẫn tổ chức cá nhân thực hiện các biện pháp vệ sinh trong chăn nuôi vận chuyển giết mổ tiêu hủy gia súc gia cầm và động vật khác để tránh lây truyền bệnh cho người à, như vậy thì trong cái tình huống mà chúng ta vừa xem thì hàng xóm của nhà chị thủy có cái trách nhiệm mà đây là theo quy định của pháp luật thì phải thực hiện việc tiêu hủy lợn đảm bảo theo các cái quy định của pháp luật hiện hành để không gây ô nhiễm môi trường và đặc biệt là không gây cái ô nhiễm nguồn nước sinh hoạt của gia đình chị Thủy cũng như là không được làm phạt tán các cái tác nhân gây bệnh truyền nhiễm mà từ lợn trong trường hợp mà ông hàng xóm cố tình vi phạm các quy định hiện hành thì có thể bị xử lý theo quy định của pháp luật mức xử phạt hành vi vi phạm quy định về vệ sinh trong chăn nuôi, vận chuyển, giết mổ, tiêu hủy gia súc, gia cầm và các động vật khác trong phòng chống bệnh truyền nhiễm. Nhóm vấn đề thứ hai mà chúng ta cần lưu ý, cần biết đó là nhóm vấn đề về xử phạt hành vi vi phạm quy định về vệ sinh trong chăn nuôi, vận chuyển, giết mổ, tiêu hủy gia súc, gia cầm và động vật khác. Thì các cái chế tài xử lý thì có thể là chế tài hành chính hoặc là chế tài hình sự tùy thuộc vào tính chất à, quy mô cũng như là hậu quả của hành vi vi phạm. Về mặt chế tài hành chính thì hiện nay được quy định đầy đủ cụ thể Nghị định tại Nghị định số 90 2017 NDCP. À, tôi có thể nói ví dụ về cái mức xử phạt hành chính à, trong à, lĩnh vực này theo quy định tại Nghị định số 90 nếu trên đó là ví dụ là đối với hành vi tiêu hủy không đúng quy định động vật mắc bệnh chết theo quy định của pháp luật thì cá nhân vi phạm có thể bị phạt tiền từ 6 triệu đồng đến 8 triệu đồng. ngoài khả năng bị xử phạt hành chính nếu như hành vi vi phạm quy định pháp luật về vệ sinh trong chăn nuôi, vận chuyển, giết mổ, thiêu hủy gia súc gia cầm và động vật khác trong phòng chống bệnh truyền nhiễm nếu mà dẫn tới làm lây lan dịch bệnh hoặc nguy hiểm cho người thì người vi phạm có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm và nguy hiểm cho người theo quy định tại điều 240 Bộ luật hình sự với mức xử phạt gồm là phạt tiền và phạt tù. Thì mức phạt tiền là từ 50 đến 200 triệu đồng và mức phạt tù là từ 1 năm đến 12 năm tù giam tùy thuộc vào cái mức độ nghiêm trọng của tội phạm. Thưa quý vị, qua phần tư vấn của luật sư, Hy vọng rằng quý vị đã nắm rõ được những quy định của pháp luật về vấn đề vệ sinh trong chăn nuôi, vận chuyển, giết mổ, tiêu hủy gia súc gia cầm và các động vật khác trong phòng chống bệnh truyền nhiễm. Sự hiểu biết pháp luật sẽ giúp chúng ta nhận thức điều gì nên làm và không nên làm, từ đó có những hành vi đúng đắn đảm bảo sức khỏe cho bản thân, gia đình và cộng đồng. Chương trình chung tay cải cách thủ tục hành chính của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên được bảo trợ truyền thông bởi Sở Tư pháp Hưng Yên đến đây là hết cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi xin kính chào và hẹn gặp lại